Chúng ta sẽ bắt đầu Không luôn với nhiều. lại bản nhạc đầu tiên. Xin lỗi tình yêu. Chủ đề của chương trình xin lỗi ngày hôm nay. Ok, mọi người chia sẻ đi nha, mọi người chia sẻ tin nha. Chúc tất cả mọi người sẽ có một đêm nhạc thật là thư giãn trong phòng hai anh em. Ok, chào nha. Thank you.
tất cả mọi người. Anh phóng gió chưa gì đã có người hỏi thăm rồi anh ạ. Sau khi xin lỗi xong thì chúng ta sẽ cùng đến với lại bản nhạc Dẫu Có Lỗi Lầm.
cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với lại bản nhạc Apologize. Sau cái lời xin lỗi này, chúng ta sẽ cùng tìm lại bầu trời, một
ca khúc được thể hiện rất thành công của nam ca sĩ Tuấn Hưng. Mời mọi người cùng nghe. Anh cứ cố gắng tài sống. Anh cũng cần capo. Ok, nhìn đĩa này. Hôm nay mình sẽ hát thử cái bài này xem có giống nam ca sĩ Tuấn Hưng không. Không, vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh không, vì giờ đây em đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. Anh và em dường như ta đã em hay nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh đã vô tâm hay tại em không quan tâm anh mỗi ngày? Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết, nhưng anh thấy vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh em thấy vui hơn rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em 11 bầu dây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết, mà giờ đây của nhạc sĩ Lê Thành Trung, Cơn Mưa Băng Giá. Một ca khúc rất là hit. Một ca khúc rất là hit. Bây giờ là anh Trung nhá. Để anh xem không? Không biết là Lê Thành Trung có lang thang ở trên này không đâu. Thank you.
Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bản nhạc Hoang Mang. Hoang mang luôn sau khi cơn mưa băng giá xong đấy, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hoang Mang. Sau khi hoang mang xong thì chúng ta sẽ đến với lại Dĩ Vãng Cục Tình.
Đã lâu rồi từ ngày em ra đi. Sa vắng pha trưởng thank you.
Sau bài Sa Vắng thì chúng ta sẽ đến với bản nhạc Linh Hồn Đã Mất. Thank you.
Sau khi anh hối tiếc thì chúng ta sẽ sang với bài Người Ta Nói. Có một người vẫn yêu nhiều người. Người ta nói có một người chẳng yêu người nào. Còn ai đứng bên
ơn mọi người rất nhiều đã chịu khó lắng nghe mình hát. Và sau đây chúng ta sẽ đến với bản nhạc Đường Xưa.
sau đây chúng ta sẽ đến với bản nhạc Ước Gì. Anh đã sống những đêm trời có Thank you.
Tiếp theo cho đến với bản nhạc Cảm ơn tình yêu để gửi đấy. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi anh Tú trong 99 buổi livestream vừa qua đã theo dõi ủng hộ cho anh Tú đúng không ạ? Ok, tiếp theo sẽ đến với bản nhạc Cảm ơn tình yêu. Tình này của anh Phong Bóng, Phong Gió. Gửi lời cảm ơn tất cả các quý vị theo dõi mình, các anh chị em. Cho anh gần em thêm chút nữa chiều chị nha.
Cho anh gần em thêm chút nữa. Nha. Nha. Anh Phong anh bảo nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Thank you.
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với bản nhạc Có Nhau Trọn Đời. Anh sẽ yêu em yêu mãi thôi. Chiều hôm qua trời vương nắng lá thu bay bay. Thank you.
sẽ đến và ta sẽ mãi luôn có nhau cho ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời nhé tất cả quý vị. Các bạn à, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình, đã đi với mình đến chặng đường 99/100 livestream này. Và bài này đã kết thúc chương trình và chúc tất cả quý vị có một tuần làm việc. Anh nghỉ Tết này. À đâu, mình vẫn phải đi làm chứ. Đúng không ạ? À, chúc tất cả quý vị một tuần mới vui vẻ. Công việc làm ăn Việt tuyệt vời. Đúng không ạ? Chúc mọi người đón chờ đêm nhạc. Chúng ta sẽ cùng đợi đúng không? Trang của anh Tú. Rồi, chúng ta sẽ cùng đợi đến chương trình chương trình mini show thứ 100. Và hẹn gặp mọi người ở trong mini show 100 nhá. Hai anh em xin trân trọng chào tất cả quý vị. Chúc mọi người ngủ ngon.